Chào mừng các bạn đến với kênh Bính Hà Nội Vlog. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ video ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một di tích lịch sử. Đó là Gò Đống Đa, nằm trên đường phố Tây Sơn của phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Vâng, trước cổng vừa xong chính là trước cổng quay ra phố Tây Sơn. Từ chiếc cổng đó đi vào thì chúng ta nhìn thấy một gò đất cao có một chiếc cổng dẫn lên, đó chính là cổng Gò Đống Đa để dẫn lên trên gò. Ngày trước thì nơi đây có một chiếc miếu nhỏ, nhưng hiện tại thì chiếc miếu đó đã bị hư hỏng và bây giờ chỉ còn lại chiếc cổng miếu này dẫn lên trên gò. Vâng, nói đến Gò Đống Đa thì sử sách đã ghi lại nơi đây đã diễn ra một chiến thắng oanh liệt vào năm 1789 của nghĩa quân Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ. Chỉ đã đánh tan quân nhà Thanh để giành lại nền độc lập cho nước Việt Nam. Trên gò này thì còn một tấm đá khắc lời hình của vua Quang Trung trước khi xuất quân ra giải phóng thành Thăng Long. Vâng, khu gò này tương truyền là sau chiến thắng hơn 20 vạn quân nhà Thanh thì những xác giặc đã được chôn và chất đống thành những gò đất cao như thế này. Vâng, hội Gò Đống Đa thì diễn vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Hôm nay mình đến Gò Đống Đa này vào ngày mùng 4, trước ngày diễn ra lễ hội Gò Đống Đa một ngày. Và hiện tại thì các nhân viên ở đây đang thực hiện các công đoạn chuẩn bị sửa sang lại cảnh quan để phục vụ cho lễ hội diễn ra vào ngày mai. Vâng, khi chúng ta đi qua gò đất cao sẽ xuống với khu vực có tượng đài của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Vâng, tượng đài vua Quang Trung thì được làm bằng bê tông cốt thép nặng đến 200 tấn, có chiều cao 14,65 mét, được ốp đá hoa cương và phun vảy đồng. Vâng, sau đây mình sẽ mời các bạn đến gần hơn với bức tượng của vua Quang Trung. Vâng, hình ảnh tượng vua Quang Trung đứng sừng sững uy nghi, lưng đeo gươm. Vâng, ngay phía sau bức tượng vua Quang Trung đó là hai bức phù điêu. Bức bên phải dài tới 30 mét, cao 4,5 mét. Bức bên trái dài 17 mét, có chiều cao 4,5 mét. Đây là hai bức phù điêu mô tả trận đánh của quân và dân dưới sự chỉ huy tài tình về quân sự của Quang Trung đã tấn công thần tốc vào giải phóng kinh thành Thăng Long vào mùa xuân năm 1789. Vào mỗi dịp lễ hội mùng 5 tháng Giêng Gò Đống Đa thì ở nơi đây đều diễn ra những vở diễn để diễn lại những trận đánh của vua Quang Trung.
Vâng, ở phía sau hai bức phù điêu này thì còn có khắc ghi những câu nói, những bút tích của những người nổi tiếng đã dành tặng cho khu vực này. Vâng, các bạn có thể thấy đây là những bút tích đã được ghi phía sau hai bức phù điêu. Vâng, phía bên này là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh ca ngợi về chiến thắng Gò Đống Đa. Sau này chính là khu vực thờ vua Quang Trung. Vâng, không gian khu gò này cũng không phải là rộng lắm. Vâng, mình sẽ mời các bạn đi một vòng để ngắm toàn cảnh khu vực công viên Gò Đống Đa. Vâng, ở khu vực này còn có nhà trưng bày các hiện vật và các dấu tích về trận chiến Gò Đống Đa. Vâng, phía bên này chính là những câu nói của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến pháp bất hòa. Lễ hội Gò Đống Đa hàng năm thì đều có sự hiện diện của rất nhiều những vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như của thành phố Hà Nội. Vì vậy, công tác chuẩn bị để cho lễ hội thì được chuẩn bị rất là chu đáo. Vâng, đứng từ khu vực này các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vực sân phía trước tượng đài vua Quang Trung. Vâng, hiện tại thì có đang có một nhóm các bà trong đội nghi lễ để phục vụ cho công tác lễ hội ngày mai. Vâng, bức tượng vua Quang Trung đứng uy nghi sừng sững. Vâng, đó cũng là toàn cảnh của khu vực Gò Đống Đa cũng như một số thông tin mình biết về hội Gò Đống Đa xin được chia sẻ với tất cả các bạn. Vâng, để trực tiếp xem được hết những cái hay của lễ hội Gò Đống Đa
thì các bạn hãy đến với Gò Đống Đa tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hà Nội vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Để thấy được hết những hào khí và niềm tự hào dân tộc. Vâng, lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, nội lực trong lịch sử.